Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi. Chào em. Và bây giờ xin mời đàn gái. Em giới thiệu về mình cho bên kia cùng nghe luôn ha. Dạ. Em xin chào mọi người, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư. Em tên là Hồ Đắc Sơn, em hiện tại 26 tuổi. Em đang hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Sơn? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh mở rộng thị trường cho công ty sản xuất về đồ công nghệ đó. Mời đàn gái. Dạ, em chào chị Nam Thư. Con chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Trần Thị Hồng Quý. Năm nay con 28 tuổi. Con đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại con đang làm cho một công ty chuyên về dịch vụ phân tích. Con là kiểm nghiệm viên. Quý, 28 tuổi ở Vũng Tàu. Vậy em lớn bên đây 2 tuổi hả? Dạ. Có ngại gì không? Dạ, con nghĩ 1 đến 2 tuổi là vừa. Ơi, Quý ơi. Dạ. Quý có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy Quý? Dạ, thưa chú, con xin phép nói về khuyết điểm của con trước. Thứ nhất là ăn chậm, có thể ăn nguyên cái buổi mà có thể từ 12 giờ tới 2 giờ chiều nó cũng chưa xong. Còn cái khuyết điểm thứ hai của con thì hay khẩu nghiệt con. Dạ, con ví dụ con làm trong phòng nhưng mà ví dụ con tức ai hay gì đó mà con nói nếu mà trời nó mà lên đây tao chém nó chết. Nhưng mà tới nơi thì nếu mà con gặp bạn đó thì con sẽ nói là ủa em cái này sao, em làm sai thế này, sai thế kia. Kiểu như lúc nổi giận nó sẽ khác, mà lúc mà con nói chuyện với người ta nó giống như hai người khác nhau vậy đó. Dạ. Coi như nổi giận là con sẽ khẩu nghiệp. Dạ, đúng rồi. Tức là khẩu nghiệp khi vắng mặt thân chủ. Dạ. Mọi người hay nói con là hay bớt nghiệp tụ vành môi lại cho dễ có chồng. Ưu điểm của con là người siêng năng. Coi trọng gia đình. Tốt. Và dạ, gia đình em có mấy người? Gia đình em có bố mẹ em, em với một em trai nữa. À, em là con gái một duy nhất. Dạ. À, gái đầu luôn. Dạ đúng. Vậy rồi, chắc là ba mẹ cưng lắm, đặc biệt là mẹ cưng lắm đúng không? Dạ, mẹ em thì rất là chăm lo cho hai chị em của em. Trên người em những cái vật dụng như là cần thiết, quần áo thì mẹ em sẽ sắm sửa cho em. Tức là mẹ đi mua từng cái một luôn. Mẹ sẽ dắt em đi mua, tại vì cái khả năng thẩm mỹ của em nó cũng không được tốt lắm. Tức là 28 năm rồi, mẹ lo cho từng cái áo, cái quần, tóc, tai. Bởi vì đôi khi làm cha mẹ nó khổ lắm. Lo cho con 28 năm, mua cho nó từng cái áo, cái quần. Tới 29 tuổi lấy chồng, nó đi về nó mua cho chồng nó từng cái áo, cái quần. Thôi kệ, số phận vậy rồi. Ráng nha con, kỳ này về lo cho chồng nha. Dạ, con sẽ cố gắng. Cố gắng thôi, nó cố gắng lo cho chồng nữa thấy chưa. Còn bên đây, ưu điểm, khuyết điểm sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì em khá là hòa đồng, dễ nói chuyện. Còn khuyết điểm thì còn dễ như còn ham chơi, thích bạn bè lắm. Tối về là tranh thủ làm cho nhanh, lo việc nhà xong rồi đi chơi với bạn, cà phê, cà pháo với bạn. Thôi kệ trẻ mà, mình đi chơi đi, chừng nào có người yêu, có vợ là bớt đi chơi lại là được ha. Vâng. Có mấy mối tình rồi? Dạ, quen thì cũng nhiều, yêu mà chính thức thì chắc là 2. Sâu đậm nhất là mấy năm? Dạ, 2 năm rưỡi. Người yêu cũ cũng hay la, lúc mà còn quen hay la là vô tâm. Không có được vô tâm với phụ nữ nữa nha. Dạ. Phải có tâm với phụ nữ. Dạ. Cho dù phụ nữ có khẩu nghiệp đi nữa cũng có phải có tâm với phụ nữ. Bên kia làm sao? Dạ, con thưa chú Quyền Linh, thật sự là thì con chưa trải qua mối tình nào. Lúc nhỏ thì cứ nghe lời mẹ là mẹ nói là thì con cứ ráng học đi, rồi từ từ hãy quen. Xong ráng học xong 4 năm đại học ra đi làm thì mẹ mới bảo là con cũng còn thời gian, con cứ tiếp tục việc học của con nếu mà con muốn. Học xong thạc sĩ thì mẹ bảo là thôi con ơi, to lấy chồng đi chứ giờ là đừng theo đi học nữa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà em đến đây. Mong chị và chú Quyền Linh sẽ tìm cho em một mối lương duyên phù hợp. Nhưng mà em đến đây là em chủ động đăng ký tham gia hay là mẹ kêu luôn? Mẹ em cũng là một fan ruột của chương trình này. Mẹ mới hối thúc em tham gia đi. Thì em mới đăng ký. Bên đàn gái mình muốn người bạn đời mình thế nào, mình có thể trình bày cho bên đây nghe coi sao. Dạ thưa chú, người bạn đời của con thì con cũng không yêu cầu gì phức tạp. Bạn ấy chỉ là người đơn giản, sống có trách nhiệm và biết quan tâm tới gia đình. Dạ chào chú. Chào con. Dạ. Đơn dễ thương giản thôi hả? Dạ. Quan tâm gia đình là được. Dạ. Bây giờ bên đàn gái nói vậy là anh thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ dễ quá. Dễ quá, trời ơi. Dễ ẹt. Coi đi con đàn xin trai. Xin chào chị Nam Thư. Chào cưng. Dạ. Em học đại học nào? Em học đại học khoa học tự nhiên á chị. Em học đại học nào? Ta cũng đại học. Em cũng học tự nhiên. Em học đại học tự nhiên luôn. Dạ. Em học chuyên ngành gì? Em học ngành địa chất á chị. Địa chất. Em học ngành hóa học. Hóa học, địa chất là liên quan lắm. Hiểu không? Ví dụ về mà cái dưới cái vùng em là núi nhiều.
Vũng Tàu mà, cho đất núi nhiều. Bắt đầu một bên hóa học là nghiên cứu thuốc nổ, địa chất đem xuống về nổ núi, nổ đá ra, kiếm mỏ đá, khai thác đá bán không có tiền nữa. Dễ mà, làm gì dễ lắm, khai thác đá lắm mà. Làm gì của bà vô nhà vô khai thác. Nè, cũng hay học tự nhiên nè. Ồ vậy. Đại học địa chất đúng không? Dạ vâng. Địa lý đúng không? Dạ đúng. Đại học ông địa nè. Có không? Có ngành đó không? À, cái ngành đó ra mới mình làm ngành gì tâm anh? Tâm linh. À. Ừ, đi sản xuất ông địa đó. Mình lấy đất sét mình nắng ông địa, mình đem bán gọi là ngành ông địa. À. Ông địa về cái trang ông địa ngồi đi ông địa. Dạ, thôi về. Ừ, để bên này nói chuyện nè ông địa. Trong gia đình bạn gái hoặc là vợ mình đi mà làm việc nhà thì em có thích cùng phụ làm việc nhà không? Việc nhà thì em thường hay làm lắm. À vậy hả? Tại bây giờ em cũng ở với cha mẹ cũng lớn tuổi cho nên em làm suốt à. À. Và em cũng không có cái gọi là ghét hay là thích gì nói, cũng như là em làm theo một cái thói quen nó bình thường mà đúng không? Hồi trước em có quen người yêu cũ, em cũng qua em rửa chén nhà người yêu cũ. Đừng nhắc người yêu cũ nữa. Em qua rửa chén nhà người yêu cũ. Dạ vâng, đi qua ăn tiệc hay này kia nhiều quá người yêu cũ mình rửa hay cũng tội. À, nên rửa, em rửa luôn, em bay vô rửa luôn. Có nào lý do chia tay tại rửa chén không? Ờ chắc là do vậy. Thiệt á? Dạ không, là do em vô tâm quá. Hết hồn tưởng chia tay do rửa chén nữa là. Đừng có nhắc cái bà cái vụ đó nữa. Tao nói chuyện mới đi chị hai. Rồi, nói chuyện mới. Điều nào em không thích ở phụ nữ? Em không thích người phụ nữ so sánh người đàn ông của mình với một cái người khác. Bạn em nó được cái này được cái kia, sao anh không nương cho em? Thì em nghe những cái đó không phải là mình cảm thấy được khích lệ, mà mình cảm thấy giống như mình bị chùm xuống vậy. Tức là không thích bị đem ra so sánh. Em luôn quan niệm trong mình là lúc nào mình cũng tự biết tự bản thân cố gắng phấn đấu vì điều gì nếu mà quen nhau, yêu nhau và tiến đến hôn nhân. Một cái mẫu người bạn gái lý tưởng của em á, về bên ngoài thì em mong muốn như thế nào? Nếu mà về hình thể thì dễ nhìn là được rồi. Cân đối, cao thì càng tốt. Em từ nãy tới giờ mà nói chuyện với bạn gái bên đây á, thì em có hình dung ra được bạn gái bên đây như thế nào không? Em không hình dung được, em chỉ nghe được cái giọng nói là hơi không có dịu dàng một tí. Hơi thôi. Hơi hả? Dạ em xin lỗi bạn nữ nha. Trời em nói sao con bé nói chuyện dịu dàng muốn xỉu luôn. Dễ thương quá trời. Tức là giọng đó giọng sếp á. Hơi men. Hơi đàn ông chút xíu. Có vẻ là chị thấy em có anh Linh có nhiều điểm chung lắm. Ồ vậy hả chị? Ví dụ như điểm chung nào chị? Anh Linh đang nhìn chị kìa. Đó. Ồ dạ em giống ba. Dạ anh hai em bây giờ ba mấy tuổi cũng láng o rồi. Cũng láng luôn rồi hả? Em ơi, bạn trai bây giờ là cũng giống anh Linh vậy đó. Nguy cơ là mấy mốt cũng láng. À là bị hói á chị? Ừ. À thì em không ngại trong vấn đề đó mình. Anh Linh ánh kỵ vậy đó. Cái đó là cha mẹ sinh con mà, thì chấp nhận thôi. Nó không có vấn đề gì hết. Quan trọng là tấm lòng. Mày thấy trời ơi có gì đâu. Cha mẹ ta sinh ra vậy rồi. Mà xin lỗi mấy người mà hói người ta giỏi lắm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giao lưu người thân đi ha. Trai đi với ai vậy cưng? Dạ hôm nay em đi với lại gia đình em gồm có dì Năm, anh em họ và các bạn bè của em. Rồi chào dì Năm và cả nhà đàn trai. Dạ con chào cô. À dì Năm, chào MC Quyền Linh. Rồi. Chào Năm Thư. Chào khán giả trong trường quay. Và dì Năm thấy bạn gái bên này dễ thương. Dì Năm muốn là hai đứa cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dì Năm em dễ lắm. Dễ lắm hả? Dạ. Fan hâm mộ của chương trình luôn. Dạ dì Năm tuần nào cũng coi hết trơn á. Phải không dì Năm? Đúng rồi. Dạ. Dì Năm, hôm nay gia đình mình đi lên đây là khoảng bao nhiêu người? 11 người. 11 người, y cha, chắc là bé ở nhà ế dữ lắm hay sao? Sơn dễ thương lắm á. Dạ. Sơn ở nhà là giỏi việc nhà lắm. Tại vì mẹ Sơn bệnh á. Dạ. Thành ra Sơn rất là giỏi. Mà Sơn đẹp trai nữa chứ bộ. Đẹp trai, cám ơn dì Năm. Còn em? Em có đi với mẹ của em. Dạ, con xin chào đàn gái ạ. Chào nhà gái. Cô chào Nam Thư. Dạ. Chị chào Quyền Linh. Dạ, chào quý khán giả trong khán phòng. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Con cũng rất là chững chạc, đàng hoàng. Dạ, con cảm ơn cô. Cô mong hai đứa mà khi mà rèm kéo lên thì nhìn nhau, có cảm tình với nhau. Yeah. Thì cùng nắm tay nhau, hẹn hò với nhau, tiến xa hơn nữa. Cô xin hết. Yeah. Dạ, cảm ơn cô ạ. Bây giờ hai trẻ sẽ gặp mặt nhau, kéo rào. Ủ tóc tóc xuống nha. Bắt đầu đi Sơn. Xin chào quý, hôm nay Sơn có món quà tặng cho quý lần đầu gặp mặt nha. Mong quý nhận cho Sơn nha. Cảm ơn bạn. Tiện ở đây thì mình cũng có một món quà tặng bạn. Dạ, cảm ơn quý. Quý ngồi đi. Chia bằng anh em đi cho nó ngọt đi. Em mua tặng Sơn gì vậy? Dạ, con mua tặng Sơn một cái khung hình. Thì hy vọng là bạn sẽ ghép lên khung hình đó những cái bức ảnh mà bạn
trân trọng nhất. Sơn tặng em gì nói luôn đi Sơn. Sơn tặng cho Quý hộp sô-cô-la. Tại vì cái sở thích của Sơn là thích ăn sô-cô-la. Sơn thích nhưng cảm mà chưa em. Chắc em gái nó thích ăn sô-cô-la. Quý có thích ăn sô-cô-la không? Sô-cô-la. Dạ con dễ ăn lắm. Cái gì ăn cũng được. Hồi nãy có tâm sự là dễ ăn đúng không? Ăn nhiều đúng không? Quý có ngại mình xưng anh em không nhỉ? Chắc là thử thôi chứ. Ok, vậy thì Sơn xưng là anh ha. Chung vậy đó Sơn là em đó Sơn. Kém Sơn quá Sơn. Quý chưa từng yêu ai, em chưa từng yêu ai đúng không? Anh thì nhỏ tuổi hơn, thì không biết em. Anh nhỏ tuổi hơn thì không biết là em có ngại về cái vấn đề đó không? Thật ra khi giới thiệu mà bên đây nhỏ tuổi hơn bên đây á thì mình cũng hơi đắn đo một tí. Nhưng mà mình nghĩ tuổi tác nó có lẽ là không phải là vấn đề quá lớn. Đồng cảm với nhau là được. Em anh. Dạ. Sơn đó giờ thì Sơn cũng... Anh. À, em không. Hồi đó giờ thì anh cũng ra ngoài làm việc, cũng tiếp xúc ngoài nhiều. Nói chung là cũng già lắm. Chứ không đến nỗi là con nít đâu. Nếu mà được thì mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Quý ha. Mình cũng hy vọng là vậy. Hỏi em là em thích đi chơi đâu? Bao nhiêu lâu nữa em cho anh bước tới? Bước tới đâu anh? Bước tới nhà em. À. Chứ là bước tới đâu? Dạ cái bước... bước tới đâu? Bắt đầu nha. Quý... Nữa. Em có sở thích gì? Sở thích của em hả? Thì nó cũng đơn giản lắm. Kiểu nó theo phong cách của cái người mà người già đó. Wow. Phong cách của người già. Đúng rồi. Đừng là đụng thích... chạm nha. Nghe nhạc không lời, đọc sách. Kiểu nó rất là tĩnh tâm. Anh thì không thích đọc sách lắm. Mình thích ra ngoài đời, mình tiếp xúc ngoài. Mình có kinh nghiệm sống với bản thân của mình thực tế hơn. Anh cũng thích chơi thể thao lắm. Thích coi đá banh. Ồ, coi Việt Nam hay là nước ngoài? Của nước ngoài là người ta sẽ chiếu vào cái giờ mà hay 1-2 giờ sáng. Cho nên em sẽ coi lại thôi. Còn thường coi trực tiếp thì thường em hay coi của Việt Nam nhiều hơn. Vậy anh nghĩ sắp tới em sẽ được coi anh đá đó. Anh với em hẹn hò sao đi? Nếu mà em nghĩ mà về tình yêu và về hôn nhân thì sao? Thì thực sự là trước giờ em chưa có yêu ai. Nhưng mà hiện tại thì em cũng đến chương trình này để tìm một nửa còn lại. Có thể tìm hiểu lẫn nhau. Okay. Rồi sau đó mới tính tới chuyện hôn nhân nếu phù hợp. Vậy bây giờ Sơn có một món quà tinh thần gì tặng cho Quý và mọi người ở đây không em? Chắc là em hát một bài. Em xin hát bài Tình Thôi Xót Xa của ca sĩ Lam Trường. Nhớ anh với em nha. Anh xin phép nắm tay em được không? Dạ. Lớn hết rồi. Từ khi quen em anh đã biến bối rồi, vì những lúc thoáng nghe em cười. Và anh biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thiết tha cho hồn đắm say. Cuộc tình ở dài lâu ngủ sâu vòng tay em ai. Anh nào biết, anh nào có hay, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Nãy giờ á, chúng tôi tạo điều kiện cho các bạn nắm tay nhau, cảm giác với nhau, mắt nhìn nhau, nói với nhau. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau để cảm nhận. Và sau đó mình sẽ nói tất cả những suy nghĩ của mình. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Kiểm tra con tim của mình có đập mạnh hay không? Sơn nói gì đi. Anh thấy em khá là nhút nhát á. Kiểu như là mình hay ít tiếp xúc với người ngoài nhiều đúng không? Thì Sơn nghĩ là không sao đâu. Nếu mà quen Sơn đi thì mình cứ ra ngoài mình bung tỏa hết. Rồi mình tiếp xúc thì mình sẽ có những cái nữa mình phát triển hơn ở mình, nhiều thứ khác nữa. Sơn thì theo cảm nhận thì khá là ấm áp á, khá là hoạt ngôn. Bạn ấy có những cái tính cách mà có thể là bù khuyết cho tính cách hiện giờ của con bây giờ. Nhìn bạn ấy cũng khá chững chạc. Em cảm thấy em muốn che chở cho bạn nữ nhiều. Hay quá. Bây giờ quyết định do em, có muốn đặt quyển sách đó không và bước ra thế giới bên ngoài. Sơn sẽ nắm tay và đưa em đi. Hãy giao tiếp, hãy tiếp xúc với nhiều người bạn hơn nữa. Và ngày hôm nay hãy mở lòng mình ra để đón nhận một ánh nắng mặt trời nào đó. Để tay vào nút bấm các bạn. Hãy nhắm mắt lại. Người ngồi kế bên mình có phải là một nửa mà mình đang tìm kiếm hay không? 3 2 1 Wow. Sơn, xin phép bác gái đi. Cho tụi con bắt đầu từ bây giờ tụi con hẹn hò với nhau.
con xin chào gia đình, con chào bác. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì bác cho phép tụi con là tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Còn nếu mà tương lai tụi con nếu mà hợp nhau á, bác có thể chấp nhận con á, thì con nghĩ là con sẽ nói với ba mẹ qua thư chuyện với nhà bác. Thôi con. Dạ. Cô tán thành cái điều của con. Cố gắng lên hai bạn nha. Dạ. Bây giờ nụ hôn đầu tiên không thể thiếu, xin phép đi. Em luôn hả? Chứ ai xin bé? Trời đó, em hôn mộng lại giờ chị hoặc anh Quyền Linh xin bác kìa. Dạ thưa bác, cho con phép con. Đó, bác nói hôn đi con. Xin phép cho anh hôn em một cái ha. Nụ hôn đầu tiên của Quý đó nha. Nhẹ nhàng từ. Nụ hôn đầu tiên nó phải ấn tượng nha. Dạ phải chậm. Đúng rồi, phải chậm. Hít hơi thật sâu. Thở ra thì hít thật mạnh. Dạ. Từ để nguyên. Hít vô. Hít. Hít dễ thương hết sức. Cứ nắm chặt tay nhau nha. Đừng có rời xa nhau. Ở đây ai cũng ủng hộ hai đứa hết. Mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai đứa. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Tới đây xem phim để yêu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn phần quà từ thương hiệu Vietsun Travel là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Vietsun Travel với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế. Cùng Vietsun Travel tận hưởng giá trị cuộc sống. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng cho các bạn máy nước nóng Centong nhập khẩu từ Malaysia, bình nước nóng Alatix Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Đây, bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng giá trị là 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, gửi tặng em. Đây, quà của Sơn. Dạ, rồi, xin mời các em. Để Quý đi trước đi. Em đi trước đi Quý. Sơn đi sau dìu Quý nha. Anh dễ thương hết sức. Em về đường về nhà em qua phím đá xanh xanh. Trời, dễ thương quá. Quá trời đẹp luôn. Mỗi lần anh thấy họ bấm nút anh mừng lắm ha. Hy vọng cặp thứ hai đúng y chang vậy nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì tiếp tục thôi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo.